đi được mà. Quá tắc quá. Mà không đi được. Bà cô đi xe đạp cố thông chốt, phong tỏa, hét lớn, đòi liều mình với lực lượng chức năng. Mới đây, một đoạn clip đang được lan truyền trên mạng xã hội khiến cho nhiều người vô cùng bức xúc trước hành động bất hợp tác, kiên quyết rời khỏi vùng đang bị phong tỏa của một người phụ nữ. Theo đó, sự việc được ghi nhận tại điểm chốt của vùng đang bị phong tỏa. Người phụ nữ dắt xe đạp, đội nón, đeo khẩu trang, liên tục đòi ra ngoài. Thậm chí người này còn cố chui xuống thanh chắn ngang, mặc sự ngăn chặn của lực lượng chức năng. Hai người đàn ông trong ban chống dịch kéo chiếc xe đạp lớn tiếng yêu cầu đối tượng dừng lại cùng lời cảnh cáo. Không đi được mà, quá tắc quá, mà không đi được. Người dân xung quanh chứng kiến sự việc tỏ ra vô cùng khó chịu, đã lên tiếng, dọa sẽ gọi công an. Đáp trả lại sự ngăn cản, người phụ nữ không dừng lại việc làm sai trái, mà còn lách sang bên cạnh, đi qua cửa nhà người dân nhằm đạt được mục đích, hét lớn. Sau một khoảng thời gian khá dài, khuyên nhủ nhẹ nhàng có, răn đe có, nhưng thái độ của người phụ nữ kiên quyết bất hợp tác. Một thành viên trong lực lượng chức năng đã phải dùng biện pháp mạnh, người này giằng lấy chiếc xe đạp định tạm giữ để khống chế. Tuy nhiên, sau đó đã quyết định trả lại, nhưng kiên quyết từ chối mong muốn của người phụ nữ đến cùng. Nhận thấy không thể trốn thoát, lách luật nên đối tượng đã dắt xe quay về, miệng vẫn liên tục chửi bới với hàng loạt từ ngữ không hay. Đến hiện tại, vẫn chưa rõ vụ việc diễn ra ở địa phương nào, nhưng ngay sau khi được chia sẻ, hàng ngàn bình luận đã chỉ trích gay gắt hành động của người phụ nữ này. Nhiều người cho rằng với những trường hợp cố tình không chấp hành nên có hình thức xử phạt nghiêm khắc. Như vậy mới nhớ để không mắc phải nữa.